Kim Cang Giảng Ký Tập 201 Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Tất cả Pháp không ngoài cảnh Hành quả Phần trước chúng ta dùng Bách Pháp Minh Môn Để giải thích tất cả Pháp vô ngã là tông pháp tướng nói kinh luận ngoài tướng tông ra giống như hoa nghiêm pháp hoa lăng nghiêm những kinh lớn này cũng đều nói tất cả pháp nhưng mà không giống như cách chia của tông pháp tướng pháp tướng là do bồ tát di lặc phân tích ngày phân vô cùng vi tế những kinh điển khác không có tỉ mỉ như vậy Đây là lời mà Trong kinh Đại Thừa thông thường nói Tất cả Pháp không ngoài cảnh hành quả Đêm nó chia thành Ba loại lớn Cảnh là cảnh giới Ngũ uẩn Lục căn lục trần Đây đều là thuộc về cảnh hành tam phước lục hòa tam học lục độ thập đại nguyện dương đồng tu tình tông học hội chúng ta ở trong pháp hành chúng ta đã đặt ra năm khoa này đây là quy tắc hành trì Ở trong đời sống thường ngày của chúng ta Nguyên tắc Chúng ta cần tuân thủ Quả là Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa Cho đến vô thượng bồ đề Đây là quả Đây là Pháp Đại Thừa đặc biệt bắt đầu nói từ sơ trụ cùng với giáo nghĩa của kinh kim cang là ăn khớp với nhau bồ tát sơ trụ phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân đây là quả báo chân thật ở trong đại thừa thường hay dùng cái phương pháp này để phân chia vô ngã vì nhất thiết nhiễm tịnh chư pháp duyên sanh thể không nhiễm pháp là lục đạo tịnh pháp là tứ thánh nhiễm tịnh đã bao gồm thập pháp giới Các vị phải biết Phật ở trong thập pháp giới Vẫn chưa đến Bồ Tát Sơ Trụ Chúng ta đây là viên giáo Bồ Tát Sơ Trụ viên giáo Phá được một phẩm vô minh Chứng được một phần pháp thân Họ trụ ở đâu vậy? Họ trụ nhất chân pháp giới Không phải thập pháp giới các vị phải biết Thập Pháp giới có Phật hay không vậy? Có Phật của Tạng giáo Phật của Thông giáo Họ Chưa có phá Dù mình Chưa có chứng Pháp thần Tông Thiên Thai nói Tạng Thông Biệt Viên Phật Tạng với Phật Thông Là Phật ở trong Thập Pháp giới Biệt giáo viên giáo Đó là nhất chân Pháp giới rồi Cho nên nhiễm tịnh Nhiễm là lục phạm Tịnh là Pháp giới tứ thánh Thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật Đều là Pháp nhân duyên sanh Không ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được Ngã ở chỗ nào Đương nhiên vô ngã Vô ngã là sự thật đại bệnh của chúng ta ngày nay chính là chấp trước kiên cố có cái ngã đây là đại bệnh cái sự việc này thật sự là phiền phức lớn rồi ở trong niệm niệm có ngã còn có ngã sở cái mà ta sở hữu gọi là ngã sở Cái mà ta sở hữu là những thứ gì vậy? Nói lời thành thật Không ngoài tham sân si mạng Ngã tham, ngã sân, ngã si, ngã mạng Tóm lại không ngoài những thứ này Từ sớm đến tối đang tạo nghiệp Hằng ngày làm cái sự việc này Niệm Phật không thể giảng sanh Điều kiện của niệm Phật giảng sanh Là tâm tịnh thì Phật độ tịnh Bạn phải đem ngã, ngã sở, buông xả Tâm của bạn liền thanh tịnh ngay Niệm Phật như vậy mới có thể giảng sanh Ngã ngã sở không buông Không thể giảng sanh Niệm Phật cũng không thể giảng sanh Cho nên phải biết thập pháp giới duyên sanh thể không cố nhất thiết pháp trung bổn vô hữu ngã phần dạy chúng ta vô ngã là chính xác không nói sai Phật không có mảy may ép buộc chúng ta bởi vì vốn dĩ vô ngã bạn cứ chấp trước có cái ngã ngã là gì vậy ngã cũng là mất tương ương hành pháp nương tri sợ vị ngã giả đây là nói rõ cái gì là ngã ngã là gì tức chúng sanh vô minh bất giác cái ý nghĩ ngã chấp trước ngã này từ đâu mà có gì từ trong vô minh mà có từ bất giác bất giác chính là mê Vô minh chúng ta nói cách thô thiển Chính là mơ mơ hồ hồ Ở trong mơ mơ hồ hồ Mê quạt điên đảo Lập nên một cái ngã Nếu như bạn biết cái chân tướng Sự thật này Ngã là gì vậy? Ngã là vô minh, ngã là mê quạt điên đảo ư ừ, nhất thiết pháp trung vọng sanh vọng chính là vọng tưởng không phải sự thật xin khởi liễu phân biệt chấp trước chi kiến thì giả cái này gọi là ngã trên kinh kim cang phần trước chúng ta học qua tâm quá khứ không thể được tâm hiện tại không thể được tâm vị lai không thể được ba tâm không thể được Hỏi bạn ngã ở chỗ nào Nếu như bạn thật sự thể hội được Ba tâm không thể được Thì ngã liền không còn nữa Ngã không còn nữa Thì chúc mừng bạn Bạn thành Bồ Tát Bạn là Pháp thân đại sĩ rồi Vì sao vậy? Bạn chứng vô ngã Pháp đây là pháp thân đại sĩ nhi nhất thiết pháp tánh bổn lai không tịch ná hữu thử vật nhân kỳ bổn vô cố đương trừ chi giả vốn dĩ không có cái ngã ngã còn không có thì làm gì có ngã sợ chứ Cho nên phải biết Chúng ta ngày nay Đủ thứ khổ nạn Tại vì sao bạn khổ như vậy? Sanh lão, bệnh tử Ái biệt ly, oán tắng hội, cầu bất đắc Phật trên Kinh nói là Tám khổ thay nhau nung nấu tại vì sao bạn khổ như vậy chính là bạn từ trong vọng tưởng mê quặc điên đảo đã sanh một cái ngã bạn mới bị nhiều khổ nạn như vậy nếu như bạn giác ngộ rồi vốn dĩ không có ngã trên sự thật cũng không có ngã bất luận tìm ở trong pháp nào cũng không thể tìm thấy bạn đã giải thoát rồi bạn liền tự tại ngay bạn liền vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi là giống như lời mà bồ tát quan thế âm nói trên tâm kinh vậy soi thấy năm uẩn đều không liền hoa hết thảy khổ ách cái sự việc này bởi do chúng ta mê quá lâu mê quá sâu phật ở trên kinh khai thị cho chúng ta rõ ràng như vậy chúng ta nghe xong cũng gật đầu cũng có thể tiếp nhận nhưng mà không thể chuyển cảnh giới trở lại được không thể chuyển lại được do tập khí quá sâu không thể chuyển lại được cũng phải chuyển, không chuyển không được. Lúc mới học phải cố gắng chuyển. Dùng phương pháp gì vậy? Bố thí. Bố thí chính là buông xả, bố thí chính là xả. Trước tiên bắt đầu làm từ chỗ dễ nhất Thí dụ như Trước tiên xả vật ngoại thân Vật ngoại thân ta không tham Ta không lấy làm của riêng Ngã sở Trước tiên đem vật ta sở hữu Xả sạch Trước tiên xả cái ta có Sau đó tiến thêm một bước nữa Ngã cũng buông xả Ngã cũng không còn nữa Thế thì thành công rồi Cho nên đây là Hai cái giai đoạn lớn Phải biết làm như thế nào Thử nhị cú Thượng cú thì giải Hạ cú thì hành hợp nhi quán chi thị minh thử bồ tát giải hành thành tựu biết tất cả pháp vô ngã là giải được thành đức nhẫn nhục là hành kinh văn đoạn nhỏ này hợp chung lại xem Chứng tỏ Vì Bồ Tát này giải hành thành tựu rồi Hữu thượng cú tri thị huệ Hạ cú nhẫn thị định Hợp chi tiện thị Định huệ quân đẳng Nhân định huệ quân đẳng Giải hành thành tựu Sở dĩ sở đắc công đức thắng tiếng bồ tát vì bồ tát phía trước đó là dùng bảy báo đầy cả tam thiên đại thiên thế giới để bố thí công đức của bồ tát này hơn hẳn bồ tát phía trước phía trước là bố thí ở trên sự tướng còn bồ tát này minh tâm kiến tánh vì là bồ tát kia không thể sánh với họ được nhẫn tự an an bất thiên ý nghĩa của bất thiên là không động dùng cách nói hiện nay để nói là không bị cám dỗ bởi tất cả hoàn cảnh bên ngoài cho nên nó là định hai chữ an ý nghĩa là nói tâm an thân cũng an thân tâm đều không bị ngoại cảnh cám dỗ đây gọi là nhẫn cần phải công phu làm đến mức được thành đức nhẫn nhục đây là thật công phu chúng ta thường nói danh vọng lời dưỡng ngũ dục lục trần Ngũ dục là Tài sắc danh thực thủy Lục trần là Sắc thanh hương dị xuất pháp Ở trước mặt bạn Bạn có động tâm hay không? Nếu như vẫn còn động tâm Thì không có tác dụng Bạn chưa đạt đến nhẫn những thứ này ở trước mặt bạn như như bất động kinh kim cang phần sau chúng ta vẫn chưa có học đến bất thủ ưu tướng như như bất động chính là chỗ này đắc thành ư nhẫn đắc thành ư nhẫn là tình trạng thế nào vậy ngoài không dính tướng trong không động tâm đây là đắc thành ư nhẫn, đắc thành ư nhẫn chính là bạn định huệ bằng nhau, định huệ bằng nhau liền phá vô minh, vô minh phiền não vì sao không thể phá nổi vậy? Định huệ không bằng nhau, định huệ bằng nhau liền phá vô minh, phá một phẩm vô minh bằng liền chứng một phần pháp thân. Cho nên cái công đức này. Không phải bố thí bảy báo Đầy cả đại thiên thế giới phía trước Có thể sánh được Phương vi chân thật Thông đạt Chân thị Bồ Tát nhĩ Bồ Tát thật Phần trước Kinh Kim Cang có tiêu chuẩn Tứ tướng lìa rồi Tứ kiến lìa rồi Tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả Ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến Thấy đều không còn nữa Chúng ta cũng rất muốn Phá tứ tướng, đoạn tứ kiến Cách tu như thế nào vậy? Chỗ này hay Vậy cho bạn, bạn chỉ cần được thành đức nhẫn nhục thì tứ tướng phá rồi tứ kiến đoạn rồi được thành đức nhẫn nhục cách tu như thế nào vậy bạn nhất định phải thấu suốt thật sâu tất cả pháp vô ngã bạn phải thật sự thông đạt cái chân tướng sự thật này Thật sự thông đạt Tất cả Pháp vô ngã Bạn mới có thể buông xả được Thông đạt tất cả Pháp vô ngã Chính là nhìn thấu Bạn nhìn không thấu Bạn làm sao có thể buông xả được chứ Nhất định phải sau khi nhìn thấu rồi Bạn mới thật sự buông xả được bạn mới thành công. Thật sự buông xả đó chính là ngoài không chấp trước tướng, bất thủ ưu tướng, trong không động tâm, như như bất động. Đây là pháp thân đại sĩ. Cho nên đây là thông đạt chân thật, Bồ Tát chân thật tiêu chuẩn của kinh kim cang là bồ tát thật tu tri giải cố cư hành chi tiên bốn phần của đại sư thanh lương tính giải hành chứng giải ở trước hành Nhiên phi như pháp thực hành Sát hữu kinh nghiệm Hà năng thâm giải Đây là nói rõ Giải với hành Bổ trợ cho nhau Bạn có thể giải được một phần Nếu bạn không thể làm được một phần Thì cái giải đó của bạn Sẽ không thể tiến bộ cho nên bạn nhất định phải làm được. Bạn làm được rồi thì cái giải đó của bạn sẽ tiến bộ, lại nâng lên được một phần. Sau đó hành của bạn cũng tiến bộ theo. Giải giúp cho hành, hành giúp cho giải. Giải hành bổ trợ cho nhau. rốt cuộc cái nào ở trước cái nào ở sau vậy không nhất định nhưng mà ban đầu nhất định là giải ở trước hành ở sau thật sự khởi tu thì không nhất định cái nào trước cái nào sau cho nên bạn thật sự hành ở trong hành có kinh nghiệm rồi đã có thể thế hội rồi thì giải của bạn càng thâm nhập hơn càng viên mãn hơn tiền vân hành do giải xuất giải nhân hành thành có thể đạt đến viên giải là phải công phu tu hành thật sự thì mới thành tựu được bạn không có công phu tu hành thật sự thì giải của bạn không thể sâu không thể viên giải sâu giải viên nhất định phải có công phu tu hành chân thật từ hai câu nói này hành do giải xuất giải nhân hành thành này hiển thị ra nó là bổ trợ cho nhau tức thông đạt chi chân thuyên chân thuyên là chân lý chúng ta nói thông đạt tất cả pháp thế xuất thế gian Mà nhất định phải tu như vậy Mà mới thực sự có thể thông đạt như thị thông đạt Nải đắc thành nhẫn nhĩ Được thành đức nhẫn nhục cũng không phải dễ Được thành đức nhẫn nhục là phải công vu giải hành viên mãn Thân tâm thế giới tất cả buông xả Ở trong tâm như không có việc gì Hoàn toàn không gắn gượng Thật sự buông xả rồi Mời xem kinh văn Tu Bồ Đề Dĩ chư Bồ Tát bất thọ phước đức cố đây là lời kết kết luận của cái đoạn nhỏ này thử tiết chính thị khai thị học nhân công phu tất tu tố đáo như thử phương năng vô ngã cố tu thích minh thành nhẫn chi sở dĩ nhiên đem đạo lý tại vì sao được thành đức nhẫn nhục muốn nói rõ thật tỉ mỉ Nói rõ nguyên nhân Chính là Cần nói theo Bồ Tát Tại vì sao không thọ Phước Đức Tu Phước Đức Mà không thọ Phước Đức quy kết Đến cuối cùng Chính là dạy chúng ta Khế nhập Vô ngã Pháp Khế nhập vô ngã Pháp Đó chính là chứng quả phàm thị bồ tát nhân kỳ tu phước bất thọ phương ư vô ngã thành nhẫn câu này rất quan trọng phàm là bồ tát không có ngoại lệ Từ sơ trụ viên giáo Mãi cho đến đẳng giác 41 cấp bậc pháp thân đại sĩ Không có người nào là ngoại lệ Vị nào cũng là tu phước Mà không hưởng phước Nếu như hưởng phước thì họ không thể được thành đức nhẫn nhục bởi vì họ tu phước không hưởng phước cho nên họ được thành đức nhẫn nhục bởi vì họ được thành đức nhẫn nhục cho nên có thể ở lục đạo ở tập giới mà ứng hóa độ sanh. Giống như lời trong phẩm Phổ Môn nói, cần dùng thân gì để độ, họ liền hiện thân đó. Người thế gian chúng ta cầu Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát nhất định hóa thân ở nhân gian. Ở trong cõi xúc sanh Cầu Phật Bồ Tát Phật Bồ Tát liền thị hiện thân xúc sanh Ở trong cõi ngạ quỷ Cầu Phật Bồ Tát Phật Bồ Tát cần thị hiện là thân ngạ quỷ Lục đạo Tam đồ khổ Chỉ có Bồ Tát được thành đức nhẫn nhục họ mới không quan tâm họ không hưởng phước nếu họ hưởng phước thì sẽ không đi vào trong lục đạo ở trong lục đạo quá khổ rồi đây chính là chứng tỏ họ không thọ phước đức ở trong lục độ độ hóa tất cả chúng sanh là tu phước cho nên không thể được thành đức nhẫn nhục thì sao có thể làm được? Nhưng bất thọ cố sở tác phước đức tận thành vô lậu chi công đức. Trong kinh văn này nói công đức của họ hơn bồ tát phía trước. Vì sao vậy? Họ không thọ, không thọ thì phước đức biến thành công đức. Nếu như thọ thì công đức liền biến thành phước đức ngay công đức không còn nữa công đức cùng với phước đức khác nhau phước đức không thể minh tâm kiến tánh công đức có thể minh tâm kiến tánh có thể kiến tánh thành phật dưới đây lại đem thọ để định nghĩa là một cái giải thích đơn giản vắn tắt sao gọi là thọ tâm hữu kỳ cảnh danh chi viết thọ ở trong tâm bạn không có buôn xả các gì phải biết trên sự buôn xả rồi nhưng mà trong tâm vẫn còn nhớ nghĩ đến thì bạn vẫn là đang thọ có thể thấy ý nghĩa của chữ thọ này cần phải ở trong tâm không có ngăn ngại không có bận tâm thực sự xả sạch sẽ rồi kim viết bất thọ chánh minh kỳ tâm không vô cảnh giả tâm của họ phục hồi về bản tánh ở trong chân tâm bản tánh không có một vật. Ở trong lục tổ đàn kinh nói rất hay, xưa nay không một vật. Nếu như có một vật là bạn vẫn đang thọ. Bạn chưa có làm được không thọ. Không thọ chính là xưa nay không một vật. Ở trong tâm rất sạch sẽ. một mảy may bận tâm cũng không có cổ đức thường nói không dính mảy bụi dùng cái này để hình dung ở trong tâm rất sạch sẽ không có mảy may bận tâm cái này mới gọi là không thọ từ đó cho thấy không thọ không phải nói ở trên sự tướng tướng không có ngăn ngại sự sự vô ngại cái thứ gì có ngại vậy ở trong tâm có ngại ở trong tâm thật sự buông xả rồi trên sự là không quan trọng mới thật sự có thể làm được hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức có thể thấy hai nguyện này của bồ tát phổ hiền nếu như chưa có được thành tựu đức nhẫn nhục thì không thể làm được nhất định phải trước tiên được thành đức nhẫn nhục thì hằng thuận tùy hỷ mới có thể làm được tu bồ đề bạch phật ngôn thế tôn Vân Hà Bồ Tát Bất Thọ Phước Đức Phật nói 41 cấp bậc Pháp Thân Đại Sĩ Tu Phước Không Thọ Phước Đức Tu Bồ Đề đâu phải không biết Biết rõ mà cố tình hỏi Là hỏi thay cho chúng ta tại vì sao bồ tát tư phước không thọ phước đức vậy vấn ý yếu tài lệnh đại chúng triệt để minh liễu giai năng đạt ư bất thọ chi địa ý câu hỏi này của tu bồ đề là ở chỗ này Tri thử vấn trọng yếu Đương ư hạ tiết khai thị Gia ý thế hội giả Câu hỏi này thật sự rất quan trọng Vì sao vậy? Nếu như chúng ta thật sự hiểu rõ đạo lý của nó Hiểu rõ chân tướng sự thật của nó Thì chúng ta mới chịu phát tâm học tập Bồ Tát là tấm gương của chúng ta. Chúng ta cần học tập theo họ. Cho nên lý và sự không thể không rõ ràng, không thể không hiểu rõ. Dưới đây thế Tôn muốn gì chúng ta khai thị, những lời khai thị này vô cùng quan trọng. Từng câu từng chữ không những hàm nghĩa sâu rộng trong tu học nói thật ra tu học chính là đời sống ở trong đời sống hiển bày ra là dụng rất uyển chuyển cho nên chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý Tu Bồ Đề Bồ Tát sở tác phước đức Bất ưng tham trước Thị cố thuyết Bất thọ phước đức Phật Đem cái đạo lý này Nói ra rồi Nói rõ Tại vì sao Không chấp trước Sơ cứu ngôn tác phước đức xử tri tuy bất thọ nhi ưng tác bồ tát tuyệt đối không phải nói không tu phước có thể nói xưa nay tu phước chưa từng gián đoạn người thế gian chúng ta ham muốn phước báo có khi tu phước còn có gián đoạn Bồ Tát Không ham muốn Phước báo Tu Phước xưa đây chưa từng gián đoạn Vì sao vậy Đó là Tánh đức Thật sự là Phát hiện tự tánh Không nên gì nói Không thọ Mà hiểu lầm Có thể trì quản việc Tu Phước Thế thì sai rồi Đương tri tác phước đức Tức thị tu lục độ Thị tùng đại bi tâm xuất Chư Phật như lai Dĩ đại bi tâm vi thể Nhân ư chúng sanh nhi khởi đại bi Nhân ư đại bi sanh bồ đề tâm Dân hà khả quảng hộ đây chính là chứng tỏ bồ tát tu phước vô cùng tích cực đặc biệt là thập đại nguyện dương của bồ tát phổ hiền trong kinh hoa nghiêm mỗi nguyện trong lúc kết luận đều nói với chúng ta là không có chán mỏi xưa nay không hề nghỉ ngơi không hề cảm thấy mệt mỏi không có cảm giác thấy chán ghét chăm chỉ nỗ lực không ngừng đang tu thế nào là tu phước vậy lục độ chính là tu phước thập nguyện chính là tu phước Năm cái khoa mục mà tịnh tông Học hội của chúng ta đặt ra Đều là tu phước Tam phước lục hòa Tam học lục độ thập đại nguyện dương Tuyệt đối không có nói Tu phước có thể trì hoãn một chút tu huệ mới quan trọng nào ngờ huệ ở trong phước tu phước không chấp tướng chính là tu huệ tu phước không thọ phước đức chính là tu huệ có thể thấy phước và huệ là không thể tách rời nếu như tư phước chấp tướng Thế là có phước không có huệ Tu phước nếu như hưởng phước Là có phước không có huệ Chỉ cần không chấp tướng Không hưởng phước Thì huệ ở trong đó Thật sự dạy bạn khai trí huệ Dưới đây nói hay Hoàn toàn là giáo nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm tạo phước đức chính là tu lục độ đây là sanh ra từ tâm đại bi tại vì sao không hưởng phước họ lại đi tu phước vậy người thông thường nói tôi đã không hưởng phước thì phước tôi cũng không cần tu rồi đây là chân lý rất hợp với logic Bồ Tát tại vì sao ngốc như vậy Nếu như chúng ta dùng logic Để nhìn Bồ Tát Bồ Tát đều rất khờ Không hưởng phước tu phước Tu phước rồi để cho người khác hưởng phước Đây không phải là kẻ ngốc sao Ý nghĩa ở chỗ này Là vô cùng sâu Họ có tâm đại bi đại từ đại bi cái sức mạnh này đang thúc đẩy họ người thế gian hàng ngày làm việc siêng năng khổ cực đang tu phước sức mạnh nào thúc đẩy họ vậy danh lợi đang thúc đẩy họ chập trước hưởng thụ đang thúc đẩy họ bởi vì họ có hưởng thụ cho nên họ chịu làm bồ tát không hưởng thụ tại vì sao họ chịu làm vậy sức mạnh của đại từ đại bi chư phật như lai lấy tâm đại bi làm thể ở trong cửa phật chúng ta thường nói từ bi làm gốc phương tiện làm cửa đây là phật pháp gốc rễ của phật pháp là đại từ đại bi chư phật bồ tát làm thế nào chứng quả làm thế nào tu thành vậy chính là đại từ đại bi đại từ đại bi là dùng tâm thanh tịnh tâm bình đẳng quan tâm tất cả chúng sanh giúp đỡ tất cả chúng sanh một cách vô điều kiện đây là đại từ đại bi ở trong đây có điều kiện thế thì không được nếu như bạn chấp trước có thọ đây chính là có điều kiện tâm của bạn không thanh tịnh không bình đẳng thế thì tâm đại bi đó liền mất hết rồi cho nên thành phật chứng quả lấy tâm đại bi làm thể tâm đại bi từ đâu mà có vậy nhân ở chúng sanh Lìa khỏi chúng sanh Thì cái tâm đại bi này của bạn phát từ đâu Không thể dẫn ra được Tuy tâm đại bi là tánh đức Nếu như không có duyên Thì nó không thể sanh ra được Duyên là gì vậy? Duyên là tất cả chúng sanh đặc biệt là những chúng sanh khổ nạn khổ nạn không chỉ là giới hạn trong đời sống vật chất bị thiếu thốn đời sống vật chất thiếu thốn là khổ đời sống vật chất vô cùng sung túc có khổ hay không thọ mạng hết rồi vẫn phải vào tam đồ lục đạo đây đều là chúng sanh khổ nạn hay nói cách khác chưa có giác ngộ vẫn mê hoặc điên đảo như cũ đều là chúng sanh khổ nạn Cho nên chúng ta không nên nhìn sai Có những người đời sống vật chất vô cùng gian khổ Chúng ta nhìn thấy họ rất đáng thương Không sai Họ hiện nay đời sống là rất đáng thương Họ đời sau Đời sau không nhất định đọa tam độ Đời sau có thể được thân người Sanh thiên đi hưởng phước họ đời này là họ thọ quả báo ở trong cái khổ nạn này họ thọ này họ tạo nghiệp ít họ vọng tưởng ít mỗi ngày sống đã tự mình còn lo chưa xong thì còn nghĩ cái gì phàm phu bình thường chúng ta không thể nhìn ra gia đình giàu có suốt ngày nghỉ ngợi lung tung Tạo tác tội nghiệp Cho nên thiên đạo rất công bằng Người giàu có Đời sau nghèo khổ Đỏ tam đồ Người nghèo khó khổ nạn Đời sau giàu có sanh thiên Cho nên ngoài cảnh luân phiên chuyển Ông trời rất công bằng Không thể nói bằng khổ là khổ Đời đời kiếp kiếp Bằng hưởng phước là hưởng phước đời đời kiếp kiếp không có cái đạo lý này. Bạn hãy quan sát tỉ mỉ xem. Bạn mới biết mỗi người tạo nghiệp báo khác nhau, khổ vui khác nhau. Nhưng mà mê quật điên đảo là như nhau. Phật Bồ Tát đại từ đại bi giúp chúng sanh phá mê khai ngộ. Tất cả khổ nạn Đều là sinh ra từ trong mê quạt điên đảo Chỉ có mê phá rồi Thì bạn mới có thể đạt được niềm vui chân thật Niềm vui chân thật Nhất định là thoát khỏi lục đạo Thoát khỏi mười pháp giới Bạn mới là được niềm vui chân thật bồ tát giúp đỡ chúng sanh là giúp cái này cho nên đối với chúng sanh lục đạo những gì mà thánh hiền của thập pháp giới thị hiện đều là tu phước không chấp trước không thọ cái ý nghĩa này sâu nhân đại bi tâm sanh bồ đề tâm tâm bồ đề là tâm giác giác ngộ chân thật giác ngộ triệt để giác ngộ viên mãn cái tâm giác ngộ này quyết định là không chấp trước không thọ thì mới là giác ngộ người tại gia xuất gia từ xưa đến nay mắt thường phàm phu chúng ta không nhận biết chỉ nhìn thấy thiện tri thức tu hành rất tốt chúng ta không biết họ có phải là phật bồ tát tái lai hay không chúng ta không có cái năng lực này không thể nhìn ra được nhưng mà nói từ trên lý phật bồ tát ứng hóa trong cái thế gian này thì hiện làm tấm gương cho chúng ta cái số lượng đó cũng rất nhiều rất nhiều và trẻ nam nữ các ngành các nghề nhất định là có thì hiện cho chúng ta xem chỉ là chúng ta không nhận biết mà thôi nhưng mà ở trong phật pháp giống như lời mà trên kinh này nói giải hành tương ưng hành giải càng sâu thì mới có thể quán sát ra được từ cái chỗ này mới có thể sanh khởi tâm giác ngộ chân thật đây là điểm mà các vị nhất định phải biết vừa có chấp trước Vừa có ý nghĩ thọ nhận Chúng ta lập tức liền mê ngay Chư Phật Bồ Tát thật sự họ đã hết mê rồi Tại vì sao vẫn phải làm cái thi hiện này vậy Đây chính là Đại Từ Đại Bi Làm mẫu cho chúng ta xem dùng thiền tri thức cần đại để nói hư vân lão hòa thượng ấn quan đại sư đây là hai vị xuất gia các ngài tạo phước đức chưa từng gián đoạn nhưng mà các ngài không chấp trước các ngài không thọ phước đức Lão Hòa Thượng Hư Vân Chúng ta không biết lai lịch của Ngài Ấn Quang Đại Sư Thì là Bồ Tát Đại Thế Chí Của Thế Giới Tây Phương Cực là tiếng hóa đến Đại Từ Đại Bi Làm cho chúng ta xem Ở trong cư sĩ Lão cư sĩ Hạ Liên Cư lão cư sĩ lý bỉnh nam cũng không phải là người thông thường thị hiện làm tấm gương cho chúng ta xem cũng là tạo phước đức không chấp trước không thọ đời sống của các ngài không phải người thông thường có thể sống được nếu như bạn biết được nhất định sẽ sanh tâm hổ thẹn tích lũy công đức xưa nay không gián đoạn đời sống tiết kiệm là sống loại đời sống của gia đình rất nghèo khổ đây chính là đại từ đại bi ở trong đây thật sự sanh tâm bồ đề đây là chúng ta chỉ cần quan sát thật kỹ chỉ cần lưu ý là có thể thể hội được chúng ta học tập theo những gì thiền trí thức này nhất định không sai thông nên có ý nghĩ Ta sống thanh bần một chút Nhưng mà cũng không nên sống khổ giống như họ Bạn có cái ý nghĩ này ở trong đó Bạn vẫn là thọ vẫn vẫn là chưa có buông xả Thật sự buông xả Thì không có cái ý nghĩ này Không có lời than oán Ta tu phước Người ta hưởng phước Ta đang chịu khổ Là ta vì cái gì Bạn có cái ý nghĩ này Thế bạn là phạm phu Bạn tham sân si mạng Thấy đều nổi lên rồi không có một mảy may than oán Chúng ta chưa từng nghe nói Lão Hòa Thượng Hư Dân oán trách bao giờ Trong tâm Ấn quan Đại Sư có khó chịu Chưa từng nghe bao giờ Cả đời các ngài rất vui vẻ Cho nên hàm nghĩa của tiết kinh văn này Rất sâu, rất sâu Nhất định phải thể hội thật kỹ cả Tỉ mỉ sau khi sáng tỏ rồi Chăm chỉ học tập mới được thọ dụng Tốt rồi, chúng ta hôm nay chỉ giảng đến chỗ này Hai Di Đà Phật Cẩn dịch, viên đạn cư sĩ, vòng tay cư sĩ vọng tây cư sĩ a Còn, gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật